Rồi, xin chào tất cả các anh em đang xem video của mình. Ở video lần này thì mình sẽ nói và chia sẻ cho tất cả các anh em mình về cái hệ thống gọi là hệ thống turbo tăng áp intercooler ha. Các bạn xem video này mà thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình ha. Mình cũng có bán một số phụ tùng vật tư của cái dòng xe DU hoặc là Hyundai, thì các anh em mình cần thì hãy liên hệ với bên mình ha, 038 9898 100. Mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Rồi, thì các anh em mình cũng đã biết rằng đây là cái turbo tăng áp của cái động cơ. Thì ở video lần này thì mình sẽ nói về cái cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cái bộ turbo tăng áp này ha. Thì vì sao mà xe chúng ta phải cần phải có cái bộ turbo tăng áp này? Đối với động cơ diesel thì nó yêu cầu là nồng độ oxy trong buồng đốt chúng ta là còn nhiều thì còn tốt để nó nén. Thành phần chính của cái bộ turbo tăng áp này đó là cái gồm những cái bộ phận như sau. Thứ nhất là cái đây là cái bô e ha, đây là cái bô e hay được gọi là cái lọc gió, và đây là cái ống hút ha, cái ống hút màu đen này là ống hút, và nó sẽ được hút vào cái turbo này, đường hút vào cái turbo ha. Rồi turbo này sau khi mà động cơ chúng ta nổ thì nó sẽ làm quay cái cánh quạt bên trong này, và nó sẽ đồng thời do là cái cánh quạt bên này và cánh quạt bên này nó được nối cứng với nhau bởi một cái cốt, cho nên là khi mà cái cánh quạt bên này nó quay thì bánh này nó cũng sẽ quay theo, và từ đó nó sẽ hút cái lượng không khí từ cái ống này nó đi vào turbo và nó tan ốp, nó nén lên ha. Nó nén lên thì và nó sẽ đưa tới cái bộ intercooler bên này ha. Đấy, khi mà bộ intercooler này đã đi làm mát rồi thì nó sẽ đưa đi vào bên trong cái buồng đốt của chúng ta ha, bên này, để các anh em mình xem. Đây, đầu ra của bộ intercooler là cái màu đây, mình chỗ mình chỉ cái tay ha. Đấy, và nó sẽ đi vào đây là cái nguyên cái bộ đường ống gốc hút nọc của động cơ. Đấy, nó đi vào trong này và nó sẽ được nén bên trong này. Khi mà số bắp hút nào mà nó mở ra thì lượng không khí đó nó sẽ tống vào bên trong xi lanh. Đấy, thì nó sẽ làm tan cái nồng độ không khí vào bên trong xi lanh, từ đó nó sẽ tăng cái hiệu suất của động cơ của chúng ta ha. Thành phần tiếp theo là cái bộ intercooler, đây là cái bộ intercooler ha. Đây, đây là cái này mình thấy này, đây để mình lấy ra cho anh em mình xem. Đây, nó là đây nha. Còn bên bên phía này là cái két nước ha, két nước làm mát của động cơ, nó sẽ đạt trước động cơ. Còn đây là cái bộ intercooler, đường gió vào của nó nằm bên này ha. Đấy, sau khi mà nó được làm mát rồi thì nó sẽ đi ra cái đường gió bên kia ha. Đấy, thì đa số cái vật liệu mà làm cái bộ intercooler này chính là cái bằng nhôm. Đây, còn các anh em mình biết vì sao mà nó là bằng nhôm thì có thể để comment bên dưới ha. Đây là cái đường ống ra của bộ intercooler ha. Đấy, thì cái bộ này nó sẽ đi vào cái buồng đốt của chúng ta. Đó là những cái thành phần chính của cái hệ thống tăng áp động cơ của chúng ta. Đấy, thì có những bộ phận đơn giản như vậy thôi ha. Nhưng mà nó cũng có rất là nhiều bệnh liên quan tới cái bộ turbo này ha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ nói về cái cấu tạo và cũng như là nguyên lý hoạt động của cái turbo này cho các anh em mình xem, cho các anh em mình có thể có một cái nhìn tổng thể về cái hệ thống này ha. Rồi, ok, đây là cái nhân vật chính của chúng ta, đây là cái bộ turbo tăng áp. Đây là cái kiểu mà tăng áp đơn giản nhất trong cái hệ thống của chúng ta ha. Thì tăng áp nó có rất là nhiều loại, thì cái loại này là loại đơn giản nhất. Thì nó sẽ bao gồm có những cái bộ phận chính như sau. Thứ nhất là cái bộ từ ngon bên mặt bên này đi ngon qua bên này á, thì đây bên trong này nó sẽ có một cái quạt, và người ta sẽ được gọi là cái bánh này được gọi là bánh tuabin, và nó sẽ được nối với cái cốt bên xuyên qua bên phía bên này. Thì bên trong này cũng có một cái quạt luôn, đây anh em mình thấy không. Đấy, thì cái cốt này nó sẽ nối thông qua bên này. Đấy, và cái bánh bên này được gọi là bánh bơm. Thì nguyên lý hoạt động của nó rất là đơn giản, đó là khi mà động cơ chúng ta hoạt động, khói từ bên trong động cơ chúng ta ở kỳ xả nó đẩy vào bên trong đường ống gấp xả ra, thì nó sẽ đi vào bên trong cái lỗ này và nó sẽ làm cho cái cánh quạt này quay. Bây giờ mình làm cái ví dụ, mình đưa khí nén vào bên trong này để anh em mình xem nó xoay ha. Khi mình đưa khí nén vào thì bắt đầu là nó sẽ xoay này. Đấy, cái này mình thấy. Đấy, đó là cái nguyên lý hoạt động khi mà mình xoay cái cốc bên này thì bên này nó cũng sẽ xoay theo ha. Đây, này mình xem ha. Khi mình đưa khí nén vào bên trong thì nó sẽ xoay. Đấy,
Thì đó thì nó sẽ hút cái lượng không khí bên ngoài này, hút không khí từ cái buồng này, nó sẽ nén lên trên cái lỗ này. Đấy, cái lỗ này nó sẽ có hơi. Đó là cái nguyên lý hoạt động cơ bản của nó. Cái turbo này thì ngoài cái hai thành phần đó thì bên trong này, chính giữa này có anh em mình cũng thấy là nó sẽ có lỗ nhớt để nó bù trơn. Ngoài ra ở một số cái động cơ nó sẽ có bố trí đường ống nước đi vào bên trong để nó làm mát cây cốt của chúng ta ha. Ngoài cái bộ phận này ra thì nó sẽ có thêm một cái bộ phận nữa, đó là cái bộ phận đây được gọi là bộ phận khóa an toàn, cái giống như là một cái băng an toàn. Thì khi mà động cơ chúng ta nổ ở tốc độ cao thì khói nó ra rất là nhiều, thì tốc độ của bánh tuabin nó sẽ quay rất là lớn, và từ đó nó sẽ làm cho nó nén cái lượng không khí này trên này rất là nhiều. Để giảm thiểu cái vấn đề đó thì người ta sẽ bố trí trên cái đường ống nọt này một cái đường ống. Đây, các anh em mình hãy thấy, đây nó sẽ nối vào đây ha. Đấy, khi bên áp suất bên này cao lên, tăng lên thì nó sẽ làm di chuyển cái mòn bên trong này, và nó sẽ làm di chuyển cái piston này ha. Và cái piston này nó sẽ mở cái van bên trong này, nó sẽ nối thông đường ống xả này với đường này luôn, nó đi ra ngoài trực tiếp ra ngoài, không đi qua cái cánh bơm này nữa. Đấy, để nó giảm cái công suất lại khi mà động cơ chúng ta tăng áp quá lớn ha. Để mình test khí nén vào đây để xem thử cái van này nó hoạt động không nhé. Anh em mình thấy không? Nó hoạt động ha. Hoạt động ok này. Thì nó khi mà cái van này nó hoạt động thì nó sẽ mở cái đường khói từ cái lỗ này đi qua trực tiếp từ cái lỗ bên hông này luôn, thì nó sẽ thoát ra ngoài ống tiêu âm luôn ha, nó không làm xoay cái tới cánh tuabin nữa. Rồi, hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các anh em mình về muốn tìm hiểu về cái hệ thống tăng áp ở động cơ diesel ha. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh em mình.